Hello, anh Hùng, bên đấy bây giờ đang là mấy giờ sáng anh nhỉ? Như là đang ban đêm đúng không? Việt Nam là mấy giờ rồi? Việt Nam bây giờ là đang 2 giờ chiều anh. 2 giờ chiều thì ở đây là 3 giờ sáng. Vâng. Tức là bên Mỹ là đang cách Việt Nam là chậm hơn Việt Nam là 13 tiếng. À. Vâng thì thưa anh là hôm qua em có xem được cái clip mà anh đi bầu cử tổng thống Mỹ á. Thì cho đến hôm nay thì em muốn là lên sóng hỏi mà anh một cái rất là nóng. Thứ nhất là gần như là cái kết quả chính thức bầu cử Mỹ thì chưa có. Thế nhưng mà có lẽ là em vừa xem kết quả thì cũng xin cập nhật với cả anh với cả khán giả. Tức là phải đến 99,9% là tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ sẽ là ông Donald Trump. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái bang mà trong một cuộc bầu cử lần này á, thì những cái bang mà gọi là bang thành trì, tức là bang của mỗi dân chủ hoặc là bang của Cộng Hòa thì đều đã ngã ngũ. Thì tuy nhiên là những cái bang chiến địa thì ông Trump vừa rồi tôi vừa cập nhật thì ông thắng được cái bang Georgia có đâu đó là khoảng 16 cái hệ số trọng số, và cái bang Pennsylvania là nó đâu đó khoảng hơn 20 trọng số. Tức là những hai bang đó là hai bang mà trọng số rất là lớn, thì nó nghiêng hẳn về ông Trump và ông thắng lợi một cách rất là nhanh chóng. Mặc dù chưa có kết quả chính thức nhưng mà theo xác suất mà các tỷ lệ bầu cử và đã cho đến nay ông Trump dẫn phải đến 3-4% á, thì tôi nghĩ rằng là cái các nhà cái cũng như là các đài truyền thông địa phương cũng đã đưa lên một cái kết quả là tổng thống lần thứ 47 là thuộc về ông Donald Trump. Thì cái tin này thì khi mà đưa ra thì tôi lại nhớ lại anh Hùng Trọc của chúng ta, là anh cũng đã từng dự đoán rằng là từ một năm nay là anh dự đoán là ông Trump sẽ chiến thắng. Thế thì bây giờ em hỏi anh ngay một câu, tức là với cái thông tin như vậy thì anh cảm xúc của anh như thế nào khi có một cái kết quả như vậy anh? Tôi đã nói rồi, điều này rất bình thường. Tại vì sao? Tôi đã nói rồi, cái con phò này khi thằng đần nó bị trước thế thì con phò này nó lên, mà nó lên một cách rất là rực rỡ các bạn. Và gần như cả thế giới đều nghiêng về cái khả năng là con phò này sẽ thắng. Nhưng mà riêng tôi, cái cảm nhận của tôi là chuyên đi gọi là chăn dắt gái, chuyên đi gọi là dụ gái, thì tôi biết nó cứ cười hơ, 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 hơ. Tôi đã nói các bạn, dân Mỹ không có ngu, dân Mỹ không có ngu các bạn ạ. Kể cả phổ thông đầu phiếu với cả đại cử tri, một chiến thắng có thể nói rằng là, xin lỗi nhá, tôi cảm thấy tôi mắc hiểu quá. Tức là những cái gì tôi đã nói, và không, và gần như tôi phải đối đầu với cả cái mạng xã hội, cả được cả thế giới rằng là tôi là thằng điên. Trời ơi, một câu chuyện rõ ràng là con này nó đang được gọi là thăm dò dư luận đúng không, vượt xa ông Trump các kiểu. Tôi đã nói rồi, đây là cái trò hề một cách trắng trợn mà chỉ có mạng xã hội thôi, giống như cuộc chiến Nga Ukraine các bạn. Thằng hề bây giờ là cái kế hoạch chiến thắng Nga đúng không, rồi cái con phò này bây giờ nó nói, bây giờ thì rõ ràng là ai cũng thấy con phò này nó có một cái lợi thế cực kỳ lớn. Nhưng mà riêng tôi nhìn nó giống như cái trò mà một con đĩ, một con phò rạc, bây giờ nó mặc đồ đẹp các bạn. Nhưng mà cái háng nó thối rùm các bạn, đúng không? Ngay chiều nay tôi vừa đi bầu, tôi nói rồi, con này không thể thắng được. Không thể thắng được các bạn. Bởi vì cái cảm nhận của tôi về cuộc đời này, các bạn nhớ tôi nhé. Tôi thì tôi nói các bạn nghe rồi, đời tôi thì tôi là cái người luôn nói những lời khó nghe. Tôi nói những lời rất là khó nghe các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì là tôi đã trải qua rất nhiều điều mà không phải ai cũng trải qua được. Và những bài học xương máu nó dạy tôi các bạn ạ. Bạn nên nhớ chứ, tôi đã nói rồi, thà con này nó tà đi, đằng này nó làm ghê quá các bạn, nó làm cho mọi người tưởng rằng trái đất này sắp sửa nổ tung, giống như là cái trò hề trên mạng xã hội là Ukraine thắng Nga đúng không, NATO gọi là EU cấm vận Nga, Nga chết. Tôi đã nói điều này rồi các bạn. Và cái câu chuyện con phò này tôi nói rồi, khi mà thằng đần bị dập mà không có một ứng cử viên nào sáng giá hơn là thua rồi các bạn. Mà đưa con phò này chưa từng có một cái khả năng gì, ngay cả thời kỳ gọi là làm phó tổng thống, thì làm sao những cái gì mà gọi là mạng xã hội tô vẽ thì làm sao mà có thể thay đổi được tư duy của người dân các bạn. Tôi đã nói dân Mỹ nó khác, tôi từng nói rồi, dân Mỹ nó không có thời gian rảnh, nó còn đi lên coi mấy cái con phò này nó cười đúng các bạn, đúng không? Tôi đã nói đây nụ cười chết người, đây là nụ cười của thần chết. Mặc dù tôi phải công nhận nó có nụ cười rất là hay, rất là quyến rũ, rất là mãn nguyện. Bởi vì sao? Đây là nụ cười của riêng nó, nụ cười của sự mãn nguyện khi nó được thay thế thằng đần. Thì cái này tôi công nhận 50% là đây là nụ cười chiến thắng của bản thân nó.
Nhưng mà đây là nụ cười của tử thần, coi như là để mà báo hiệu nó sẽ thua. Mà tôi là người duy nhất trên trái đất này. Tôi nói thật các bạn nghe luôn. Đó ràng tôi là người duy nhất trên trái đất này đã dám gọi, thậm chí càng ngày tôi càng gọi là miệt thị cái giọng cười của nó, đúng không bạn? Trên mọi gọi là cái livestream của tôi, trên kênh taxi hay là trên kênh của tôi đều khẳng định rằng lấy nụ cười tử thần của nó. Và bây giờ rõ ràng các bạn thấy không, một chiến thắng tôi cho là bình thường, nhưng mà nó khẳng định là gì? Là một sự gọi là một chiến thắng cực kỳ cách xa các bạn, cực kỳ khác biệt, cực kỳ nó là đúng như lời tôi nói 100% luôn. Thà nó xít sao cho nó làm chi các bạn. Rõ ràng bây giờ nha, 213/270, các bạn thấy không, hơn gần như hơn 60 điểm mà hơn nhau chỉ cần 5 điểm thôi là nó khác rồi các bạn. Xít sao nhau gọi là 2-3 điểm, 5 điểm thôi, bây giờ hơn tới 60 điểm, thậm chí còn hơn nữa các bạn. Bây giờ mới chỉ là 80-90% thôi. Đó. Và bây giờ rõ ràng cái câu chuyện rằng là bây giờ cái sự khốn nạn của số phận, tôi đã nói rồi. Trời ơi, và các bạn ơi, tôi nói rồi, khổ lắm các bạn. Mồm của tôi nó ăn mắm muối sao mà tôi nói cái con mẹ gì nó đúng, thậm chí nó không một ai nghe tôi tin tôi nữa kìa. Cái quan trọng nhất là không ai tin tôi, đúng không? Cái quan trọng là không ai tin tôi. Từ cuộc chiến Nga Ukraine cho tới bây giờ, cái con đĩ này, con phò này mà mới lên đây có 2 tháng thôi nha các bạn nha, đúng không? Mới 2 tháng này thôi, chứ không phải là xa xôi gì. Mà tôi đã khẳng định ông Trump thắng. Tại sao? Tôi nói bạn nghe rồi, Đảng Dân Chủ thằng đần đã thua rồi, thì cái con phò này không thể nào thắng được. Tôi không thể, các bạn nghe luôn, làm sao mà thắng được? Nếu mà thắng dễ như vậy thì thế giới sẽ đi vào lầm than của cái đám bộ gọi là đầu sò chính trị. Nó dẫn dắt vậy, nó mua nước Mỹ luôn. Mà nước Mỹ chỉ là một con đĩ để mà cho thằng Marco, đó là thằng gọi là thằng mỏi đen, nó lãnh đạo mày. Tôi nói các bạn nghe, ở đời mà trên đời này tôi nói là lịch sử đã thay đổi. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, bánh xe lịch sử đã quay và nước Nga sẽ trở thành lãnh đạo của thế giới như là Liên Xô hay là như là PE đại đế. Các bạn nhớ giùm tôi nhé. Trước khi quay trở lại hỏi anh về nước Nga, bởi vì nó có liên quan, thì em xin hỏi lại em một câu nữa, tức là em điểm lại một chút. Tức là ông Trump dù gì thì cũng là một người rất đặc biệt, đúng không anh? Cách đây 4 năm thì ông đã lặng lẽ phải rời khỏi Nhà Trắng và gây nên một cái vụ gọi như là mùng 6 tháng 1 đấy, gọi là có náo loạn ở tòa nhà Quốc hội. Thì bây giờ ông lại trở lại một nơi cũ, thì với tính cách như người như ông Trump bây giờ ấy, thì mọi người thấy rằng là có cảm giác khi ông quay trở lại thì nước Mỹ cũng sẽ có một cái sự chia rẽ nhất định. Thì anh có nghĩ rằng là nó sẽ chia rẽ không? Bởi vì là với tính cách của ông Trump thì ông có ví dụ như mình dùng từ là trả thù lại những cái gì mà bên phía Dân Chủ đã có thể là khiến ông tức tối hoặc là gây cho ông những cái mà mấy năm qua, tức là ông đã 3 lần đi bầu tổng thống, đúng không anh? Thì đến bây giờ ông đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm và những cái mà như vậy. Thì anh dự đoán sao về trong tình hình nước Mỹ với ông Trump là tổng thống thứ 47 sắp tới? Tại sao gọi là chia rẽ trong khi bây giờ Hạ viện, Thượng viện đều vào tay của Đảng Cộng hòa? Coi như là một chiến thắng có thể nói là ngoài sự mong đợi. Gọi tôi nói thì các bạn nghe luôn nhé. Tôi nói các bạn nghe rồi, bây giờ là một cái lịch sử, bây giờ nó tôi gọi là bánh xe lịch sử. Và tôi ngửi được cái mùi thối của bánh xe lịch sử. Đó, bây giờ các bạn thấy không, bây giờ là coi như là đảng, chưa bao giờ một đảng nào mà có thể vừa làm tổng thống, vừa chủ tịch hạ viện, vừa chủ tịch thượng viện, mà trong cùng một gọi là một, tôi nói chỉ cần trong vòng 2 năm thôi, tức là một nửa nhiệm kỳ thôi. Đó, thì như vậy tôi hỏi các bạn, thì chia rẽ cái gì bây giờ? Nếu mà chia rẽ thì là cái kết quả bầu cử nó sẽ giật, đúng không các bạn? Đây rõ ràng một cái sự chứng minh lời nói của tôi, đó là gì? Là nước Mỹ bây giờ đang cần ông Trump là cái người để mà đưa nước Mỹ ra khỏi cái vải, cái vũng lầy của cái gọi là khí hư lồn què, đúng không các bạn? Tôi nói ra cái điều này mà khi mà chưa chuyện gì xảy ra, mà tất cả mọi chuyện ai nghe cũng nói tôi thằng khùng. Tôi thấy các bạn nghe luôn, tôi biết mọi người đều nói tôi là trên cơ sở nào mà tôi dám khẳng định như vậy. Ở đây tôi đã nói rồi, tôi đang nói trên câu chuyện, tôi đang phân tích trên cái nguyên lý của gì là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tôi nhìn những cái sự kiện, tôi nhìn những cái bản chất của vấn đề để mà tôi đưa ra những cái kết quả. Đương nhiên cái khả năng để mà nói rằng là tôi đúng thì có thể nói, nhiều khi tôi nói xong rồi tôi lên đồng nữa. Chứ không phải là tôi không phải là nhà chiến lược, mà tôi không thể nào, mà tôi không phải là cái nhà quản lý, đúng, tôi không phải nhà lãnh đạo. Tôi giống như tên nhiều người ta gọi tôi, giống như tôi là cháu của bà Vanga, đúng không? Bà Vanga đuôi tôi đen cũng đen, cũng có giả đuôi. Và tôi lên tôi nói, nhưng mà bà Vanga thì bà nói theo cái kiểu gọi là trừu tượng thôi. Nhưng mà riêng tôi thì tôi nói trên cái nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng, tức là tôi nắm vào bản chất của mọi vấn đề.
Nước Mỹ bây giờ đang bị xa lầy, và nếu con phò này mà lên làm tổng thống thì thôi các bạn. Mẹ nước Mỹ sẽ không thể nào rút chân ra được. Các bạn nhớ tôi nhé. Giống như bây giờ chỉ ông Trump ông rút khỏi, ông sẽ rút nước Mỹ ra khỏi, và ông đương nhiên ông sẽ cứu nước Mỹ và ông sẽ dập cái đám NATO và phương Tây. Đây là cái điều mà tôi chắc rằng đây là cơ hội để mà Nga làm lãnh đạo và Mỹ lấy lại cái vị trí lãnh đạo trong cái đám phương Tây. Và đương nhiên là cái gỡ gạc rồi các bạn. Nhưng mà để mà nói bây giờ để thế giới thay đổi thì là Nga và BRICS và cái liên minh ma quỷ giữa Nga, Trung rồi là Triều Tiên với cả Iran, nó đang khẳng định giá trị của mình. Mà đợt này nếu như mà xong rồi thôi các bạn, trời ơi, các bạn nghe tôi bỏ nghề luôn. Tôi bỏ nghề, tôi không nói nữa. Vậy còn gì để nói nữa bây giờ? Mẹ tôi nói đúng rồi, cuối cùng thành ra từ bây giờ tôi nói nữa nhiều nó vui nhé. Vâng thưa anh, thì kết quả này nó cũng đi ngược lại so với những cái thông tin mà giới truyền thông toàn bộ thế giới cũng như là toàn bộ của nước Mỹ cũng đưa trong mấy ngày qua, tức là họ đã thống kê lên là bà Harris có thể đang dẫn ông Trump bao nhiêu đó, và có lẽ là có những cái sự đột phá kể từ khi mà bà thay ông Biden quay trở lại. Thế nhưng mà anh Hùng đã từng nói rằng là có một bộ phận dân người Mỹ là anh cứ nói rằng là họ cứ lặng lẽ ở nhà, và đến lúc mà phải bầu cử thật thì họ mới thực sự là xuất đầu lộ diện. Đúng. Và dù gì thì trước đây anh em mình cũng đã từng nhận định, tức là dù gì nước Mỹ cũng cần một cái bộ mặt. Em nghĩ là với một người phụ nữ mà da màu, em nói ví dụ thế, thì để mà thay đổi một cái nhận thức cũng như là một cái bộ mặt của nước Mỹ thì dù gì nó cũng có thể chưa xảy ra ngay. Thì đấy là cái mà nhận định cá nhân của em đấy, là em đoán như vậy. Thế nhưng mà cuối cùng là cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau từ những cái đài về gọi là bên dân Cali đây, rất hào hứng ủng hộ cho phía dân chủ, hay là một những cái media CNN hoặc là những cái đài mà tân phương Tây ấy, thì họ đa số là họ ủng hộ cái việc đảng dân chủ sẽ tiếp tục lên nắm quyền. Thế nhưng mà dù gì thì cái xu hướng mà ông Trump thắng và thắng một cách giòn giã như thế này thì anh có cho rằng là đây là một cái đến lúc mà nói đi, ủa sao mất tiếng rồi, và cái việc họ tập trung lại cái vấn đề nội tại của nước Mỹ hơn, đúng anh? Tôi nói các bạn nghe rồi, nước Mỹ nó là chủ nghĩa đế quốc. Các bạn nên nhớ cho chữ Mỹ không phải là một cái chợ đĩ. Mỹ không phải là chợ đĩ. Mỹ không phải là cái nơi để cho mấy con đĩ nó lên, nó ngồi, nó dở váy lên rồi nó quạt phạt phập phập phập. Đúng không? Thấy không? Nước Mỹ chưa bao giờ là một cái nơi để cho gọi là đĩ gái đĩ lên làm lãnh đạo. Mẹ con vợ của thằng Bill Clinton, đúng không? Con gọi là ngoại trưởng, cựu ngoại trưởng, cũng chẳng có mẹ gì cả. Giờ cái con gọi là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa mà coi như là cựu thống đốc tiểu bang Nam Carolina, rồi là cựu gọi đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc. Tôi nói các bạn nghe rồi, nước Mỹ không phải là cái nơi để cho cái lũ gái đĩ để lên ngồi dở váy lên rồi wax lông rồi để mà cho nó đẹp. Các bạn hiểu tôi nói không? Cái gì thì cái tôi vẫn khẳng định là nước Mỹ vẫn là một chủ nghĩa thực dụng, một thiên đường của chủ nghĩa thực dụng. Và các bạn thấy chưa, đại cử tri dân bây giờ, về mặt dân thì người ta đã gọi là bầu rõ ràng là cái số phiếu của ông Trump nhiều hơn con mẹ này rồi. Và đại cử tri, các bạn nhớ tôi nhé, nhiều người nói rằng đại cử tri quan trọng, đúng. Đại cử tri là ai? Là những cái người ta có quyền, có chức, những người có tư duy, chứ không phải là cái loại mà đi gọi là đi vô massage đồ mà rờ bướm. Các bạn hiểu tôi nói không? Mà dân Mỹ tôi nói rồi, chẳng hay rảnh đâu mà lên mạng xã hội đi nghe gọi là cái con phò này nó ngồi nó hát bài ca con cá, đúng các bạn? Rồi nó cười, nhìn tôi nó cười xong tôi sợ quá, tôi nói thôi chết mẹ rồi, tôi chết mẹ rồi, đúng các bạn? Ở đời cái gì cũng vậy các bạn ạ. Có những cái dấu hiệu mà chúng ta nhìn thấy, nhưng có nhiều người chúng ta không nhận được những dấu hiệu đó. Để mà chúng ta nhận ra được, chúng ta dễ bị cuốn theo cái chiều gió, để mà chúng ta bị chắc mũi dư luận, chắc mũi tư duy, nó gọi là lùa gà, đúng các bạn? Cái mạng xã hội chúng ta bây giờ nó đang lùa gà ghê quá các bạn. Và đặc biệt nhất là hệ thống mạng truyền thông nó làm âm. Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ chỗ tuyên bố này nọ, tới giờ này nó vẫn tuyên bố rằng là Ukraine đang có thể kiên cường chống đỡ rồi, có thể nó là đang chống được này nọ, các bạn thấy không? Đù má, tôi khổ lắm các bạn. Nhưng mà thôi không sao các bạn. Đây là một cái chợ, đây là cái chợ chơi, đúng không? Ai thọc ai bóp vú sợ lồn được cứ việc bóp tay bóp vú, đúng không? Không ai cản cả, đúng không? Nhưng mà quan điểm của tôi nhất quán trước bây giờ, tôi luôn nhìn vấn đề. Xin lỗi các bạn nghe nhé, tôi đã nói rồi, mẹ tôi nói sai. Lý tôi nghĩ thôi, ở đời mà nó có gì đó các bạn, đúng không? Bây giờ rất nhiều quan chức, thậm chí một số cán bộ lãnh đạo cũ, trời ơi khoe mẹ trời các kiểu dẫn lên trò kẻ đổ đề là gì, để mà khẳng định mà càng nói càng ngu, biết nhục mẹ già không biết nhục. Tôi thấy các bạn nghe luôn, nhiều khi tôi muốn nhắc cái thằng này, nhưng mà tôi thấy thằng này nó nói tới giờ này rồi, nó gần giống như là nó như là con là gọi là người xưa đấy kêu gọi là thầy đồ gàn các bạn, thầy đồ làng ngu bỏ mẹ không.
thằng cha thằng mẹ nó đụ nhau không đúng giờ, sao để nó nói giờ nó ngu quá luôn, đến bây giờ là đầu nó ngu chẳng còn đầy cứt trong đầu, dạ sắp chết rồi, cứt còn trong đầu nhau luôn các bạn. Tôi thấy các bạn nghe luôn. Ở đây tôi nghĩ rằng nhiều khi mà mình thả nó là thằng thượng sĩ thì tôi nói mẹ nó là thiếu tướng. anh nói cái việc đấy thì em lại làm em nhớ tới những cái dự đoán của các chuyên gia. Thì đấy, trong đó có một cái dự đoán của một cái bác và tướng đấy mà em cũng rất hay nghe anh ấy bác ấy bình luận về bầu cử nước Mỹ và chiến tranh Ukraine. Thế thì trong bầu cử nước Mỹ thì bác có dự đoán là Trump thì mặc dù là có cái tín hiệu của đại diện của Đảng Cộng Hòa, thế nhưng mà các giới tinh hoa của Mỹ sẽ làm mọi cách để cho ông Trump này sẽ không lên làm tổng thống được. Và bác ấy nói rất là phải khẳng định rất là cao. Thì về mặt nào đấy thì chúng ta thì vẫn là những cái người ở Việt Nam thôi, thì chúng ta tham khảo ý kiến của một công dân Mỹ như anh Hùng thì cũng là một ý kiến khác. Thì anh Hùng lại có ý kiến ngược lại, luôn luôn anh nói rằng là từ đầu ấy là ông Trump đến thắng. Thì cuối cùng là diễn ra thì dù sao thì tôi không biết là ai lập luận đúng hay không, nhưng mà anh Hùng là có kết quả là đúng hơn. Vì vậy bây giờ hôm nay thì em xin chúc mừng anh dự đoán đúng. Một người thứ hai là cũng rất buồn rầu cái kết quả ngày hôm nay, đó là ông Zelensky. Theo anh thì anh nghĩ là bây giờ ông Zelensky đang làm gì và sắp tới thì cái số phận của ông Zelensky sẽ ra sao? Em không hỏi về Ukraine, em chỉ hỏi về cái con đường chính trị tiếp theo của ông Zelensky thì sẽ thế nào anh? Thằng này sẽ bị gọi là dơ đầu chịu báng, chịu tất cả tội lỗi của gọi là phương Tây thua Nga. Thằng này sẽ là tội đồ của gọi là phương Tây. Các bạn nhớ tôi nhé. Và rõ ràng bây giờ chúng ta thấy thằng này nó là thằng hề đó các bạn. Nó là thằng hề như thằng Hoài Linh vậy đó. Đúng không? Bây giờ thằng Hoài Linh là tội đồ của giới nghệ sĩ. Để mà bây giờ nó mất tâm luôn. Rồi thằng Zelensky cũng vậy các bạn. Bởi vì nước Mỹ, phương Tây bây giờ nó đang, tôi các bạn nghe rồi. Nó dùng thằng Zelensky để cho Nga nóng máu, tóc váy lên, bước qua Ukraine để cấm vận. Các bạn nhớ tôi nhé. Đó là lý do tại sao mà phương Tây, NATO không viện trợ vũ khí mới mà liên tục mà nhỏ giọt như là đĩ ngồi đáy rá các bạn. Các bạn biết không? Đĩ đáy rá, ngồi rặn đáy xanh mặt luôn. Ra vài cái giọt nước đáy. Đó, do đó cái câu chuyện bây giờ thằng này, bây giờ nếu như mà ông Trump lên là xong rồi các bạn, coi như là Mỹ sẽ hạ thủ cái công cuộc đầu tư ngu xuẩn ở gọi là Ukraine, đúng không? Thì đương nhiên thằng này sẽ phải lên đường thôi, đúng không? Thằng đần thì nó là cái thằng cặc chết rồi, nó đúng không? Thì đương nhiên nó không thể ra lệnh được, bởi vì Đảng Dân Chủ không cho phép nó làm điều đó. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa bây giờ ông Trump lãnh đạo thì ông sẽ ra lệnh tiêu diệt thằng này, ta là bạn bạn nghe luôn. Mà CIA sẽ ra tay và thằng này sẽ một là sẽ bị chết để mà diệt khẩu, hai là sẽ là tội đồ để gắn tất cả những tội lỗi, những tội lỗi có thể nói rằng cực kỳ thô thiển của phương Tây. Trời ơi, tưởng đâu là dễ dàng mà đi bóp dái ngựa Nga, đâu có biết đâu, tôi đã nói với các bạn, thằng Nga nó chuẩn bị mười mấy năm nay rồi, chứ không phải tự nhiên nó đứng cắt qua để mà hàng xóm nó thọc tay vô rồi nhà ăn kế bên nhà này ăn khoét lỗ thỏ chọc cả quan đủ đâu, không có chuyện đó đâu. Chỉ có cái chuyện đơn giản nha các bạn, ở đời mà nếu nó dễ như vậy thì tôi nói các bạn nghe rồi nhé, Liên Xô đâu có dễ sụp đổ. Không một ai ngờ Liên Xô sẽ sụp đổ và không một ai ngờ NATO và phương Tây sẽ sụp đổ như Liên Xô. Các bạn nhớ điều đó nhé, đây là dấu hiệu của lịch sử. Lịch sử đã lên tiếng và không có cái gì để mà có thể nói rằng là chúng ta chống lại lịch sử, đúng không? Tôi cũng vậy các bạn, đời của tôi trôi sông lạc chợ, cất trôi sông coi như là tôi đã phải đuổi đi mọi nơi để tôi học lại bài học xương máu, để rồi bây giờ khi mà tôi già rồi tôi nghĩ rằng tôi không còn có cách gì cả nữa, thì tôi mới có những tư duy để tôi có thể nghĩ được mọi chuyện nó hợp lý. Chứ còn khi chúng ta còn ăn đủ bụi, còn thèm lôn, thèm cặc, thèm bù, thèm dãi thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề suy nghĩ, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái gọi là cái môi trường. Thì tôi cho rằng đây là cơ hội mà thế giới, tôi đã nói rồi. Thực ra mà nói thì tôi đưa những dự luận, những gọi là những cái dự đoán thì nó có thể nó hơi cường điệu, hơi cực đoan. Thực tế mà nói là tôi là người duy nhất trên mạng xã hội này là suy nghĩ rất là cực đoan, đưa những lý lẽ rất là cực đoan, không ai nghe được. Thậm chí người ta nói thằng này tôi thằng điên. Tại vì sao? Những cái gì tôi nói là gần như là nó phi thực tế. Đúng không các bạn? Và bây giờ tất cả những cái gì phi thực tế, thứ nhất là câu chuyện của Nga, Ukraine, đúng không? Của NATO, của phương Tây. Hai là cái câu chuyện gần đây nhất nhé. Gần đây nhất là cái vụ mà con phò. Đúng không các bạn? Đúng không? Đó, cái con phò mà thằng đần tôi đã nói thua rồi. Cuối cùng con thò lên cái tôi trời mau chết, mà tôi xem con đây thì dấu hiệu mà coi như là Đảng Dân Chủ chết, mà nó xin lỗi các bạn buồn quá các bạn, nó đúng như vậy. Ông Trump lên và mọi người dự đoán rằng là cái hỗ trợ của ông ấy cho Ukraine thì sẽ giảm bớt, nhưng mà em thì em đoán một cái như này này, chắc chắn cái điều đấy nó sẽ xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì ông ấy đã nói trước
thực ra ấy, ông có không ủng hộ ấy, thì hay là có tiếp tục ủng hộ như ông Biden ấy, thì em nghĩ là cái số phận của kết cục của những cuộc chiến tham gia ở nước ngoài như Ukraine và Afghanistan ấy, nó cũng sẽ đi đến hồi kết và chiến thắng sẽ dành cho Nga thôi. Thế nhưng mà ông ấy nói trước điều đấy, thành ra là khi ông ấy lên ấy, thì ông ấy sẽ coi như là tao lên, tức là nó có cái gì đấy nó rút lui trong cái danh dự, đúng không anh? Tức là được. Chủ trương của tôi đã như thế rồi, thì khi tôi lên thì tôi đã nói trước thế rồi thì tôi làm, mặc dù là cũng tránh cho nước Mỹ một cái việc gọi như là rút lui khỏi cái cuộc chiến Ukraine một cách nó đàng hoàng, đúng không anh? Tức là người ta có thể đổ tội rằng là do ông Trump lên làm cho nước Mỹ phải ngừng viện trợ Ukraine, chứ thực ra là Mỹ vẫn đang thắng, đúng không anh? Thực ra cái câu chuyện Mỹ thắng hay thua thì tôi nói các bạn nghe rồi, mẹ Mỹ coi như là chúng ta điểm lại coi tất cả những gì Mỹ đã làm trên thế giới thì đầu xuôi đuôi không lọt. À, các bạn thấy không? Mẹ coi như là mang NATO qua bên Afghanistan đánh Taliban. Đánh thế nào làm cuối cùng rồi bỏ chạy hết, cuối cùng lại đi bắt tay với cả bú bùi Taliban. Đúng không các bạn? Đây là một cái sự thất bại mà thậm chí tôi các bạn đâu cần phải câu chuyện của như thế này. Rồi Việt Nam chúng ta cũng vậy là đúng không? Mỹ là đế quốc lớn nhất thế giới. Mỹ coi như cộng với cả đế quốc gọi là đế quân đội thứ tư thế giới. Rồi kể cả Hàn Quốc, rồi Philippines, rồi Australia, rồi New Zealand, rồi Thái Lan, qua mà đánh đéo lại thì cộng coi như là bảy thằng leo cọc đu đủ không gãy. Đối với các bạn, ở đây rõ ràng là Mỹ là một đế quốc. Không, xin lỗi các bạn nghe nhá, mẹ coi như là thua thê thảm từ xưa tới giờ. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ thua các bạn ạ. Mỹ thua khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi không phủ nhận rằng Mỹ là cái thằng đi gây chiến khắp thế giới và nó tạo ra cái sự bất ổn cho toàn thế giới, nhưng mà Mỹ lại là một đế, có thể nói bây giờ có thể nói Mỹ thua sặc máu, mà những cái thua có thể nói là khẳng định. Và bây giờ đợt này bây giờ Mỹ đại là tôi nghĩ rằng bây giờ cơ lịch sử đã tạo cơ hội để cho nước Mỹ rút khỏi cái cục thua, có thể nói là đẫm máu luôn các bạn. Tại bây giờ nếu mà thằng con phò mà thắng thì nước Mỹ sẽ phải đi vào, thậm chí có thể mang quân qua và chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra thì chết mẹ hết rồi đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để mà có thể nói chiến tranh thế giới thứ ba không xảy ra, và đây là cơ hội để mà Nga, tôi nói rồi bạn nghe rồi, để cho Nga có thể vươn lên thôi. Thực ra tôi các bạn nghe rồi, nó kêu gọi là tới ngày tới giờ thì là cái bông hoa của Putin, cái bông hoa Nga nó vươn lên và nó sẽ thay thế cái vị trí, giống như kiểu y như là Trump lên thay thế ông Đần như các bạn, đúng không? Đó, cái đây là cái câu chuyện, đây là gì, lấy là cái sự gọi là phát triển của lịch sử, tức là cái gì hợp lý nó sẽ phát triển. Tôi gọi đơn giản là hợp lý thôi nhé, chưa chắc đã là tốt. Các bạn nên nhớ trên đời này mọi chuyện chưa chắc có gì đã là tốt, nhưng mà nó sẽ đưa đến cái kết quả hợp lý cho tất cả. Ở đây chúng ta phải nói là hợp lý thôi, đúng không? Chuyện này tốt đối với người này, xấu với người kia, xấu với người kia, tốt với người nọ. Nhưng mà ở đây là khi mà người ta chấp nhận cái chuyện đó thì nó là hợp lý, bởi vì người ta chấp nhận có thể là đối với người khác, ôi sao mày sao lại tệ vậy, không phải là các bạn, đúng không? Nước Nga đã phải trả giá, nước Nga sẽ phải đã chuẩn bị tinh thần để mà phải tiến hành cuộc đối đầu một cách gọi là đẫm máu với cả NATO. Nhưng mà may mắn là NATO đứng ngoài rìa sủa ấu 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 ấu, các bạn thấy không? Mẹ NATO cực kỳ ngu xuẩn, cho tới giờ này rồi vẫn còn ôi chúng tôi sẽ viện trợ có mày thì đó. Trời ơi, bây giờ Mỹ nói chúng ta sắp sửa viện trợ mấy trăm triệu đô cho Ukraine để làm gì? Ủa, tôi hỏi các bạn bây giờ 61 tỷ đâu, 50 tỷ euro đâu? Bây giờ đúng không? Vô thằng coi như là châu Âu nói vậy này. Bây giờ chúng tôi sẽ, thằng Ba Lan nói là bây giờ chúng tôi tạo cơ hội để cho thằng Ukraine là vay tiền tín dụng để mua vũ khí. Có được mẹ là hồi xưa 61 tỷ đô, 50 tỷ euro đâu? Có tiền đâu vũ khí đâu mà mua? Tất nhiên vũ khí mà mua đủ mà. EU đã tuyên bố chúng tôi không có đủ khả năng cấp trung cấp cho thằng Ukraine 1 triệu viên đạn 155 ly, là cách đây là hơn năm rồi. Có nghĩa là tiền nếu có giá trị, tiền không có giá trị. Trời ơi, vấn đề bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng rằng bây giờ là phương Tây không có vũ khí để bán thì tiền có giá trị đéo gì, đúng không các bạn? Giống như Trung Quốc vậy mà, đàn ông thì nhiều gái thiếu, lấy đéo đâu mà lồn nhét cho cặc để mà ngồi nói trời ơi chúng tôi nhà đẻ con trai để nối dòng, đéo có cái lỗ sao nối gì, nối cái lồn mẹ cho, đúng không các bạn? Ở đời cái gì chúng ta phải nói thẳng luôn, đúng không? Nhà nào thân con trai con gái là đi nào thai, mà bây giờ thấy chừng con trai lớn lên cặc nứng cặc rồi bây giờ đéo có lỗ để đi lấy đâu ra, cuối cùng thấy cái cặc có giá trị không? Bây giờ anh em mình làm một cái dự đoán luôn nhé, tức là cái hậu quả cũng như là cái tiếp theo của cái bắt đầu thời kỳ của ông Trump lên làm tổng thống trở lại. Thì đầu tiên là cái khối EU, đây có một bạn hỏi đây là thái độ của EU anh nghĩ, anh Hùng nghĩ thế nào, thì tương tự thì chúng tôi dự đoán luôn là EU sẽ quay xe, đúng không anh?
Ngày hôm qua thì có một cái cuộc ở Israel á, là đã thay cái lập tức thay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel. Tức là có một bạn bạn cũng comment rằng là bạn có bình luận rằng là tôi thấy ý này hay, tức là cũng đánh lùi được là chiến thắng của ông Trump. Cho nên là lập tức là Israel thay một cái người Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà có thể thân khối dân chủ. Thì em thấy đấy là một số những cái mà thế giới gọi đi theo nước Mỹ đấy, cũng đã chuẩn bị một thời kỳ của ông Trump lên. Giới tinh hoa toàn cầu thì em nghĩ rằng là họ không ưa ông Trump lắm đâu, nhất là những cái lãnh đạo của EU, bởi vì là ông Trump có xu hướng là không bao đồng thế giới mà ông ấy tập trung vào cái việc của nước Mỹ. Nhìn lại đối với Việt Nam ấy, hoặc là những cái nước châu Á ấy, thì em thấy rằng là thời kỳ ông Trump ấy, cũng là thời kỳ mà mặc dù là ông ấy mang tiếng là hay phạt về thương mại rồi hay phạt về kia, nhưng mà được cái là ông để cho thế giới yên ổn làm ăn và kinh tế của Việt Nam em thấy thời kỳ đấy là cũng là các doanh nghiệp phát triển, nói chung tăng trưởng kinh tế rất là tốt, và nói chung là thời kỳ nó còn tốt hơn là cái thời kỳ mà cái thời kỳ mà ông Biden ấy, mặc dù mang sẽ hứa hẹn ký kết rất nhiều đối với các nước xung quanh, thế nhưng mà về mặt thực chất ấy, nó cũng chỉ là những cái trên giấy nhiều hơn là những cái thực chất. Có một số báo đài ở hải ngoại thì hay nói rằng là tại sao dân Việt Nam lại ủng hộ ông Trump, bởi vì là ông ấy toàn mang lại những cái chính sách mà rất là chống, ví dụ có hại cho Việt Nam, ví dụ như là ông ấy đưa vào mình dạng phá giá hay là hạn chế về thương mại, hay là thỉnh thoảng ông ấy phạt cái nước như là đội lốt của Trung Quốc. Thế nhưng mà thực ra ấy, thì một mặt nào đấy tất cả những cái gì mà ký kết hay là được hưởng lợi từ những chính sách mà ông Biden hoặc là ông Dân Chủ mở ra thì em thấy rằng là chưa được thực thi. Vừa rồi thì Mỹ cũng đã mở cho Việt Nam vào cái dạng thị trường tự do đâu anh, hoặc là thế, nhưng mà rõ ràng là phải nói mấy năm nay thời kỳ từ ông Biden thì kinh tế Việt Nam nói chung là cũng rất là thế giới bị ảnh hưởng rất là nặng nề và nói chung là khó khăn. Thì em nghĩ rằng là về mặt nào đấy cá nhân thì em cho rằng là cái thời kỳ ông Trump mặc dù là ông ấy có những cái độc tài riêng biệt, nhưng mà thế giới thì thực sự là những cái nước như gọi là châu Á Thái Bình Dương này thực ra dễ thở hơn. Thực ra là em thì cá nhân em chính vì thế là em ủng hộ ông Trump, chứ không phải vì gọi là yêu hay ghét hay gì cả. Thì đấy là cái quan điểm cá nhân của em. Thì với anh Hùng thì anh Hùng nghĩ sao? Tôi đã các bạn nghe rồi, Trump ông là sứ giả hòa bình. Ông nói nếu tôi làm lãnh đạo nước Mỹ sẽ không có cuộc chiến Nga Ukraine. Và nước Mỹ và bây giờ thế giới bây giờ đang cần một sứ giả hòa bình, đó là Trump. Trump tuyên bố rằng tôi mà lên chức là tôi sẽ mang lại hòa bình trên thế giới. Đây là cái điều mà chúng ta đã nghe rồi nha, gần đây nhất Trump vừa nói. Đó, do đó câu chuyện ở đây là vậy này, là câu chuyện là Trump là cái người bây giờ gọi, có thể chúng ta có thể gọi lên là ông sẽ là sứ giả hòa bình để mang lại tất cả những cái gọi là cái hòa bình ổn định để phát triển kinh tế. Các bạn nhớ đi, chiến tranh là đi đến cái vấn đề phát triển kinh tế, thay đổi địa chính trị. Mà bây giờ cái cuộc chiến đây là cuộc đầu tư thất bại lớn nhất của NATO và phương Tây, là đầu tư vào cuộc chiến của Ukraine để đánh Nga. Đánh nước nào tôi không nói, đánh Afghanistan rồi đéo lại, đánh Taliban còn không lại, đánh làm sao đánh thằng Nga được các bạn. Nó thằng ông nội của gọi là cường quốc về quân sự, đúng không? Kinh tế thì thằng Nga không bằng rồi. Nhưng mà bây giờ lại sau đó trong cuộc chiến này lại đẩy thằng Trung Quốc lên thằng đồng quốc gia quốc tế, gọi là quốc gia số 1 về kinh tế. Thì rõ ràng bây giờ tôi nói các bạn nghe rồi, đồ ở Mỹ xài đều sản xuất tại Trung Quốc. Mặc dù là chiến tranh thương mại, nhưng mà cái vấn đề là nước Mỹ vẫn phải sử dụng là công nghệ và gọi là cái giá lao nhân công giá rẻ của Trung Quốc. Tôi nói các bạn nghe khổ lắm, các bạn cùng ra một sản phẩm iPhone, nhưng mà ở bên Trung Quốc một công nhân ở gọi xí nghiệp Foxconn để sản xuất ra iPhone thì nó chỉ có 1.000 đô một tháng, trong khi ở bên Mỹ là ít nhất phải 3.000 đô một tháng. Thì các bạn nghĩ xem bây giờ giá thành sản xuất mà nó lên như vậy thì liệu nó có rẻ được vậy không các bạn? Đúng các bạn, ở đây tôi nói các bạn nghe rồi, cái gì thì cái chúng ta phải nói thẳng, bây giờ là phải là đại đồng thế giới, đúng không? Bây giờ Mỹ mà chung, bây giờ EU bây giờ gần như là nắm về kỹ thuật, nhưng mà lại không nắm về cái vấn đề về cái sản lượng hay là về cái vấn đề gọi là tạo cái giá trị thặng dư. Châu Âu bây giờ chỉ là cái thằng cai đầu đài, gọi là giống như là bán bản quyền, bán gọi là về công nghệ, nhưng mà để ra thành một cái sản phẩm thì phải qua thằng Trung Quốc và những nước như Việt Nam của chúng ta, đúng không các bạn? Cho đó là bây giờ châu Âu không phải là cái nơi, không phải là một công xưởng, không phải là một cái nhà máy để sản xuất ra đồ cho cả thế giới xài như hồi xưa, mà bây giờ những nước như là Việt Nam, cả Trung Quốc hay là Ấn Độ hay những nước gọi là Châu Phi, Nam Mỹ là những cái nước mà nó sẽ sản xuất đồ cho cả thế giới xài, đặc biệt nhất cho cả châu Âu xài và cả Mỹ xài. Cái gì thì cái chúng ta phải hiểu rõ điều đó, chứ không phải chúng ta chỉ nói rằng là ô EU giàu cái đéo, nó chỉ là một cái lầu xanh để cho gái ở đó làm đĩ.
chứ nó không phải là nó đẻ ra, các bạn hiểu không? Đây là một cái nơi tập trung, chung không phủ nhận, đúng không? Đây là một cái xóm, đây là một cái nơi gọi là kêu gọi là tinh hoa, tinh túy, tinh lồn, tinh trùng như tôi biết, đúng không? Nhưng mà rõ ràng bây giờ là bây giờ tôi nói các bạn nghe, giáo sư tiến sĩ thì nhiều nhưng mà đéo có công nhân thì lấy đâu làm gì bất cứ hàng, đúng không? Giáo sư tiến sĩ ở châu Âu nhiều lắm, các bạn, Mỹ nhiều lắm, đúng không? Nhưng mà để sản xuất ra sản phẩm thì nó gọi là tạo ra cái giá trị thặng dư thì ở đâu ra, các bạn? Lại là những cái nơi nghèo như là Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, đúng không? Và cả Nga. Do đó cái câu chuyện ở đây là gì? Nếu xông lên một cái, tôi đảm bảo thế giới sẽ thay đổi. Và đương nhiên nó sẽ phải không phải đơn giản nhanh đâu các bạn, phải từ từ, đau lắm các bạn. Trump sẽ từ từ nhổ từng cọng lông của EU, nhổ từng cọng lông. Sau đó rồi EU sẽ phải dẫy đạp xong từ từ. Bây giờ là cái đám lãnh đạo EU mà mới lên được rồi đó, đang chờ đại ca Trump nói dạ, đại ca nói gì em nghe, nhưng mà em phải từ từ để giữ thể diện, đúng không? Ừ, em lỡ làm đĩ rồi giờ em phải vá màn chinh lại cái đá. Chứ nếu không rồi mà em bây giờ lồn em tăng quát to như là lỗ đen vũ trụ vậy, thì làm sao mà chúng em trở về được thời kỳ gọi là đồ đá, trở về nguyên thủy hồng, coi như là chinh nguyên, đúng không các bạn? Thực ra mà nói cái chiến thắng này nó chưa là cái gì đâu các bạn, chưa đâu các bạn, còn nhiều lắm, đường còn dài lắm các bạn đó. Do đó tôi tin chắc rằng đây chỉ là cái bước đầu gọi nôm na là sơ khai thôi, chứ chưa là cái gì đâu các bạn. Chúng ta không nên mừng sớm mà chúng ta sẽ phải đối đầu, chúng ta còn chờ nhiều chuyện xảy ra và nhiều khi ngoài sự mong đợi đó. Nó sẽ nảy sinh ra tại ông Trump này, ông cũng bất gọi là theo dạng gọi là cũng là tùy ứng lý quả cầu lắm. Thì nó không biết được cái gì thì cãi, thì chúng ta tôi chỉ lên đây tôi nói vậy nè, thế giới sẽ thay đổi và Nga sẽ ổn định cái vị trí của mình và BRICS nó sẽ gọi đè đầu cưỡi cổ thằng G7. Các bạn nhớ tôi điều đó nhé. Đó là cái điều mà tôi chắc chắn rằng là tôi đã nói lâu rồi phải mới các bạn. Nhưng mà cái câu chuyện bây giờ cái cuộc bầu cử này thì thực ra mà nói tôi đã nói rồi. Nó xin lỗi nhé. Không, bây giờ ngay cả ông Trump mà ông thắng mà ông mà đối đầu thì xin lỗi Nga đéo sợ. Tôi đưa ra khả năng đó rồi. Bởi Putin mà, đúng không? Trump, xin lỗi các bạn, Trump là cái gì? Chẳng là cái gì cả. Các bạn nghe rồi, không là cái gì cả. Đâu có chính trị nó ngồi đằng sau nó điều động, chứ không phải là ông Trump hay là thằng Đình. Các bạn nhớ nhá, tôi trên toàn thế giới này luôn, chẳng riêng thằng Mỹ, mọi lãnh đạo đều do gì? Chỉ là đại diện để đứng ra thôi các bạn, chứ đâu phải là đâu phải mẹ xin lỗi nhà Tuấn này mẹ nó lập ra đất nước xong nó làm triều đại nó khác, còn đây nó chỉ được bầu lên làm thủ tướng tổng thống thì đâu phải đất nước này đâu phải là của thằng thủ tướng tổng thống, đúng không các bạn? Do đó cái câu chuyện ở đây là tôi đang mong chờ rằng là vậy là cái gì thì cái đây thế giới mà, đúng không? Chợ đông vui không thể nào cái một cái trở thành thiên đường được, chúng ta phải nửa này nửa nọ, đúng không? Nói gì thì nói, cho dù giàu cũng phải giống như tôi nói, cái giàu thì giàu cũng phải đi uống cà phê, ăn sáng uống cà phê xong cái chưa rảnh chiều về là vô massage bóp vú sờ lộn. Vâng, có một cái hỏi ngắn anh không thế thôi, thì cái đề tài này anh em sẽ còn hỏi nhau nhiều, bởi vì chúng ta sẽ chờ xem là ngày mai ông Trump đã tuyên bố chiến thắng chưa, hoặc là giới phản ứng của cái chính quyền cũ như là bà Harris, bà còn cười ha ha như anh Hùng hay miêu tả nữa không. Và anh em chúng tôi sẽ quay trở lại rất nhiều về những cái hậu của thời kỳ của ông Trump đối với cuộc chiến tranh Ukraine. Thì có một chút ngắn gọn như thế để anh Hùng ngủ, bằng giờ về bên kia cũng đã khoảng giữa đêm rồi. Thì dạ. Xin chào các bạn và xin chào các bạn. Dạ. Hẹn gặp người khác, tiếp tục đợi còn dài các bạn, đừng lo.